Ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo có liên quan đến vụ 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Sau gần 3 tiếng đọc bản án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lương 42 tháng tù giam. Cùng tội danh với Hoàng Công Lương, bị cáo Trần Văn Sơn cũng bị tuyên phạt 42 tháng tù. Riêng Bùi Mạnh Quốc, giám đốc công ty Trâm Anh chịu hình phạt 54 tháng tù. 5 bị cáo còn lại gồm Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Hòa Bình, nhận 30 tháng tù. Trần Văn Thắng, nguyên trưởng phòng vật tư, án 36 tháng tù. Hoàng Đình Khiếu, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Hòa Bình, án 36 tháng tù. Đỗ Anh Tuấn, nguyên giám đốc công ty Thiên Sơn, lĩnh 30 tháng tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong 11 ngày xét xử từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 1, bác sĩ Hoàng Công Lương trình bày rất ít mà để cho 10 luật sư gỡ tội. Bị cáo này cũng 3 lần giữ quyền im lặng. Bị cáo Hoàng Công Lương cho rằng mình chỉ là bác sĩ điều trị, không có trách nhiệm kiểm tra nguồn nước chạy thận. Trước giờ tuyên án, bị cáo Hoàng Công Lương vẫn tin mình vô tội và tin tưởng hội đồng xét xử sẽ có bản án thật công tâm và khách quan.